Chào mừng các bạn đến với bài 8 Xây dựng quyền lực từ bản thân. Trước khi chúng ta trao đổi bài 8, xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại bài 7 chúng ta đã học gì. Thì ở bài 7 chúng ta đã học là quyền lực, xây dựng quyền lực từ vị trí công việc. Đó là chúng ta tăng cái tính trung tâm của chúng ta thông qua những công việc, như là mình nắm bắt được những cái nguồn lực và thông tin mình có được, chủ động chia sẻ nguồn lực, cũng như là chúng ta tham gia vào những cái dự án có nhiều vòng bạc tham gia. Thứ hai là chúng ta tăng cái mức độ toàn quyền thông qua xung phong nhận những cái dự án mới, những cái công việc mới, và chọn những công việc có nhiều cái yêu cầu về tính sáng tạo chủ động. Đối với cái yếu tố làm sao để tăng được cái mức độ hiện diện, thì chúng ta hãy gia tăng những cái cuộc tiếp xúc, gặp mặt trực tiếp với những đối tượng mà có nhiều ảnh hưởng trong doanh nghiệp, để cho mọi người biết đến tên tuổi chúng ta và hiểu được cái năng lực thực sự của chúng ta. Và cuối cùng là trong vấn đề gia tăng cái tầm quan trọng của mình, thì chúng ta phải cố gắng tham gia chọn lựa những cái vị trí, những cái công việc mà có tính nắm cái tính kiểm soát hoặc là liên quan trực tiếp đến tính cạnh tranh, sự sống còn của doanh nghiệp. Và tôi tin chắc là các bạn cũng đã lập cho mình một kế hoạch để xây dựng cái quyền lực đến từ vị trí công việc của mình. Sau đây, bài 8, chúng ta sẽ trao đổi xây dựng quyền lực từ bản thân chúng ta. Chúng ta xây dựng như thế nào? Đầu tiên, đối với yếu tố khả năng chuyên môn, các bạn hãy lập cho mình một cái kế hoạch phát triển chuyên môn cho bản thân. Chúng ta làm gì? Đầu tiên, các bạn hãy tìm hiểu những cái cấp bậc trong ngành của mình để đặt cái mục tiêu phấn đấu. Chúng ta phải biết chúng ta, cái lộ trình nghề nghiệp của mình mong đợi là gì? Chúng ta muốn lên những cái chức vụ gì? Rồi sau đó các bạn phải tìm hiểu xem những cái vị trí đó nó đòi hỏi phải có những cái chuyên môn gì để mình luyện tập rèn luyện để đạt được những cái chuyên môn đó. Thứ hai là các bạn hãy thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin với những đồng nghiệp trong ngành. Đấy, học từ những người khác là một trong những cái yêu cầu vô cùng quan trọng, và nó chiếm đến 70% cái thời lượng mà người ta quan tâm trong việc đào tạo và phát triển nhân viên. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật tri thức của mình. Có rất nhiều những cái kiến thức có thể giúp cho các bạn thành công ngày hôm nay, nhưng đến ngày mai và tháng sau, năm sau, nó sẽ không còn hữu dụng nữa. Vì thế chúng ta phải không ngừng học mãi, và phải biết học từ phía đồng nghiệp của chúng ta. Điều thứ ba, hãy chọn những cái thách thức mới trong công việc để học hỏi và nâng cao trình độ. Đấy, làm xung phong nhận làm những công việc mới, học từ cái kinh nghiệm đó, những cái thách thức đó, chúng ta rút tỉa ra những cái kinh nghiệm để làm giàu cái tri thức, cái kinh nghiệm của mình, và cố gắng tham gia những cái khóa đào tạo chuyên môn nếu có thể. Mọi khóa đào tạo tham gia để học hỏi, để nâng tầm tri thức của chúng ta. Đó là cái kế hoạch phát triển chuyên môn cho bản thân chúng ta. Có những cái kế hoạch có thể phát triển chuyên môn vài tháng, nhưng có những cái nhiều khi phải cần nhiều năm. Vì thế chúng ta phải có kế hoạch trước. Ví dụ như để lấy được một cái bằng cao học thì có khi chúng ta phải mất 2-3 năm chuẩn bị, phải không ạ? Để phát triển chuyên môn. Yếu tố thứ hai chúng ta có thể tăng xây dựng quyền lực từ bản thân là nỗ lực làm việc. Nỗ lực làm việc là sao? Đầu tiên các bạn hãy làm nhiều hơn bạn hứa, nghĩa là làm nhiều hơn cả sự mong đợi. Người ta mong đợi như thế, mình làm nhiều hơn, làm nhiều hơn cả sự mong đợi. Đấy, dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Đấy, bây giờ chúng ta mỗi ngày làm 8 tiếng thì phải dành hết thời gian cho công việc, quản lý tốt thời gian của mình và biết sắp xếp thứ tự ưu tiên và làm tốt những công việc, tránh làm những việc riêng trong cái thời gian làm việc. Đó là vấn đề dành thời gian cho công việc. Nghĩa là đừng để mất thời gian cho những việc không phải là công việc, vì đây
ta rồi, nó giống như là một cái gạch đạo đức nghề nghiệp của chúng ta khi đi làm tốt. Và bạn muốn thăng tiến, bạn muốn mau lên chức, bạn muốn được đánh giá cao, không gì khác hơn là phải nỗ lực làm việc hết mình và phải cố gắng vượt qua những trở ngại trong công việc. Làm việc mà phải làm được việc, mà muốn được việc bạn phải khắc phục được hết tất cả những khó khăn, những cái trở ngại nó có thể cản trở khiến chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ. Cái khả năng vượt qua những trở ngại trong công việc cũng là một cái nỗ lực chúng ta phải có để xây dựng được cái quyền lực từ cái sự nỗ lực đó. Ai cũng thích những con người siêng năng làm việc và người ta dễ nghe theo, những người đó tiếng nói của họ có ảnh hưởng, có trọng lượng. Một câu chuyện về nỗ lực làm việc kể các bạn nghe. John Maxwell là một nhà một diễn giả rất nổi tiếng ha, và chuyên về những kỹ năng lãnh đạo. Thì ông ta có kể một câu chuyện như thế này. Cháu nội của ông ta có một lần hỏi ông ta, trước khi đi làm cho một công ty bất động sản, thì cậu ta đến hỏi ông nội: "Nội ơi, nội chỉ cho con, nội là giảng viên, nội chỉ cho con cái bí quyết để thăng tiến nhanh nhất." Thế thì John Maxwell mới nói: "Đây, nội bày cho con một bí quyết, ba việc phải làm. Thứ nhất, con mỗi ngày hãy đi làm sớm hơn người ta 30 phút và hãy đi về muộn hơn mọi người 30 phút. Việc thứ hai, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp khác, dù đó không phải là nhiệm vụ của bạn. Thấy ai có cái gì cần, những người đang khuân vác cái gì, bạn đến bạn phụ. Thấy ai đang làm cái gì không kịp, bạn đến bạn giúp, dù đó không phải là việc của mình. Giúp đỡ mọi người đồng nghiệp trong tổ chức của mình. Và điều thứ ba là cho sếp của mình biết rằng bạn, cho sếp của bạn biết rằng bạn luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, hỗ trợ họ mọi lúc mọi nơi, kể cả những ngày nghỉ, ngày cuối tuần." Đấy, thì John Maxwell đã tư vấn dạy cho cháu nội của ông ta ba cái điều đó để được thăng tiến nhanh. Và quả tình như vậy, chỉ sau một năm làm việc thì bạn ta đã được lên chức đúng như ý muốn. Yếu tố kế tiếp vô cùng quan trọng và vô cùng gần gũi với chúng ta, đó là chăm sóc ngoại hình của bạn. Chăm sóc ngoại hình. Thứ nhất là bạn hãy quan sát và học hỏi những người mà có sức thu hút mạnh mẽ từ ngoại hình của họ. Hãy xem ở doanh nghiệp của mình, ở trong hàng xóm của mình, có những ai có cái ngoại hình mà mọi người đánh giá cao, mọi người trầm trồ khen ngợi. Hãy chúng ta phải học hỏi những người đó, bắt chước học hỏi những ngoại hình đó. Chú ý tới dáng điệu, cử chỉ và giọng nói của bạn, dáng đi của mình, cách nói chuyện, ngôn ngữ cử chỉ, giọng nói của chúng ta có rõ ràng, có dễ hiểu, có thu hút người khác lắng nghe không, vân vân, vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi các bạn phải làm những công việc như là nói chuyện trước đám đông, trước công chúng, khi các bạn phải báo cáo với sếp về những cái quá trình hoạt động của mình, vân vân, thì cái kỹ năng trình bày vô cùng quan trọng. Chúng ta phải học từ cái cách đứng như thế nào cho nó vững vàng, tự tin, rồi trình bày nói như thế nào cho nó lưu loát, cho nó hấp dẫn, thu hút người nghe, vân vân. Tất cả những yếu tố đó đều mang lại sức mạnh từ bản thân chúng ta. Chú ý đến trang phục, ăn mặc, mặc đẹp là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Người ta nói first impression, phải không ạ? Thường thường ăn mặc đẹp luôn luôn tạo được một ấn tượng tốt ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Và khi những người chúng ta tiếp xúc, nhất là các sếp khi gặp chúng ta, nếu chúng ta thấy chúng ta ăn mặc chuyên nghiệp, đẹp, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp, vân vân, luôn luôn những cái đó đều tạo chúng ta thêm một điểm cộng. Săn sóc hình thể của bạn. Những người có ngoại hình đẹp, có hình thể cao ráo hấp dẫn thường được đánh giá cao, thường thể nổi bật trong đám đông. Cho nên là chúng ta phải biết săn sóc hình thể mình, từ thể chất cho đến tinh thần. Thì đặc biệt vấn đề thể chất, phải biết tập luyện, chọn tập luyện những môn thể dục, thể thao để phát triển cho cái cơ thể của mình nó mạnh khỏe, có sức khỏe và cảm thấy mạnh mẽ. Đấy. Lắng nghe những nhận xét về ngoại hình từ mọi người xung quanh. Đấy, các bạn có thể đánh giá xem ngoại hình của chúng ta đã tới đâu.
Ngoài việc chúng ta có thể soi gương, các bạn có thể quay video, rồi sau đó quan sát lại xem cử chỉ của mình, phong cách của mình, cách đi lại của mình như thế nào, nó phù hợp chưa. Và chúng ta lắng nghe, mời gọi nhiều người góp ý, nhất là người nhà, bạn bè, xem ngoại hình của chúng ta như thế đã chuẩn chưa, đã chuyên nghiệp chưa, đã thu hút người khác chưa. Đấy, để chúng ta biết được điểm mạnh của mình ở đâu về ngoại hình, điểm yếu của chúng ta đâu, để có kế hoạch cải tiến, cải thiện nó. Và chú ý tập luyện một cái phong cách giao tiếp phù hợp. Giao tiếp phù hợp là giao tiếp sao cho nó phù hợp với cái văn hóa của tổ chức chúng ta. Và chia sẻ với các bạn, theo tôi nghĩ một phong cách giao tiếp phù hợp, được lòng người nhất mà như chúng ta đã nghe ông vua thép Andrew Carnegie khen ngợi cái ông Charles Webb là thu phục lòng người. Đó là cái cách giao tiếp đặt nền tảng. Đó là gì? Chúng ta phải biết lắng nghe, lắng nghe những gì người khác nói và khuyến khích họ nói về những điều họ quan tâm. Và khi chúng ta nói thì sao? Nói những điều người khác quan tâm. Hiệu quả sẽ tạo ra sự thừa nhận, từ đó nó sinh ra những cái ảnh hưởng trong cái tam giác quyền năng mà chúng ta đã nói, của Robert Schlenkmeyer đó chúng ta đã bàn. Và cuối cùng đó là chúng ta tác động rèn luyện cái sự tự tin và mạnh mẽ. Như chúng ta đã nói, không ai là chịu ảnh hưởng nghe lời những người thiếu tự tin cả. Thế thì làm sao để tự tin, làm sao để mạnh mẽ? Muốn tự tin, các bạn phải xác định rõ mục tiêu và những giá trị sống của các bạn là gì. Chúng ta muốn gì? Chúng ta tôn thờ những giá trị gì? Mình biết giá trị mà mình tôn thờ đó, để mình xác định rõ mục tiêu của mình là mình muốn đạt được cái gì, để trên cái cơ sở cái giá trị đó để có những hành vi phù hợp. Chúng ta phải hiểu rõ thế mạnh và điểm yếu của bản thân. Mình mạnh chỗ nào để phát huy nó, mình yếu chỗ nào để cải tiến nó. Chúng ta chỉ tự tin khi chúng ta biết rõ về mình. Chơi một môn thể thao, giữa thể dục và thể thao khác nhau chỗ nào? Thể dục và thể thao, thưa các bạn, đều mang lại cho chúng ta một thân hình cường tráng, mạnh khỏe. Tuy nhiên, thể dục đơn giản là chúng ta chỉ tập một mình, tập để có sức khỏe. Thể thao thì khác. Khác chỗ nào? Thể thao gì? Có sự thi đấu, phải không ạ? Chính sự thi đấu trong thể thao nó xây dựng, rèn luyện cho chúng ta một cái ý chí, một cái sự kiên cường, quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng, phải thắng cho được. Và chính vì cái ý chí quyết thắng, cái sự quyết đoán đó giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Vì thế chọn một môn thể thao mình chơi, bất kỳ môn nào đó, mà bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, vân vân, các bạn có thể chơi một môn thể thao nào đó, rèn luyện cái ý chí quyết thắng. Và đã làm thì phải thành công. Đó là cái tính mạnh mẽ. Và phải hiểu rõ về mình để mình tự tin nha. Đó. Và nhớ luôn ăn mừng những thành công mà các bạn đạt được. Ăn mừng thành công là một cách để chúng ta tự khẳng định, chúng ta tự động viên mình. Và cũng là một cách để chúng ta gia tăng mức độ hiện diện, như đã nói ở phần từ vị trí quyền lực. Đó là bốn yếu tố chúng ta xây dựng. Còn cái bề dày thành tích, cái yếu tố số 2 trong cái quyền lực từ bản thân đó, thì do bề dày thành tích nó đòi hỏi phải có thời gian tích lũy những đóng góp, những cống hiến cho tổ chức. Và vì thế chúng ta không thể tác động một sớm một chiều được. Vì thế trong chiến lược xây dựng quyền lực từ bản thân thì bề dày thành tích chúng ta để nó phát triển tự nhiên. Hãy làm việc gắn bó lâu năm với tổ chức thì dần dần chúng ta sẽ có được cái bề dày đó, và chúng ta sẽ có được cái quyền lực từ đó. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng thực hành làm cái bài tập số 8. Tương tự như bài tập số 7, các bạn hãy xây dựng một cái kế hoạch để phát triển quyền lực của bạn từ bản thân mình ngay từ hôm nay. Ví dụ, để gia tăng khả năng chuyên môn, tôi sẽ làm gì? Bao giờ tôi thực hiện? Để gia tăng sự nỗ lực làm việc, sức thu cá nhân, sự tự tin và mạnh mẽ,
tôi sẽ làm gì? Ví dụ như để gia tăng khả năng chuyên môn, tôi sẽ đăng ký học đại học, tôi sẽ đăng ký học cao học, tôi sẽ đăng ký học Anh văn trình độ B, tôi sẽ đăng ký học kỹ năng giao tiếp hay gì đó, vân vân. Và bắt đầu từ tháng sau chẳng hạn. Và để gia tăng sự nỗ lực làm việc, tôi sẽ làm gì? Ví dụ tôi sẽ đi làm sớm hơn, đi làm trễ hơn, vân vân. Và tôi sẽ, ví dụ như tôi sẽ đi làm sớm hơn 15 phút và đi về trễ hơn 15 phút. Tôi sẽ không làm việc riêng trong quá trình làm việc, trong thời gian làm việc. Tôi sẽ quản lý tốt thời gian của tôi, có sắp xếp thứ tự ưu tiên những việc cần làm, vân vân. Và bắt đầu từ ngày mai. Ví dụ để tăng sức thu hút cá nhân, tôi sẽ may thêm 2 bộ đồ, đồng phục công sở gì đó ha. Tôi sẽ tập một môn thể dục gì đó, một môn thể thao gì đó, vân vân. Tôi sẽ rèn luyện kỹ năng trình bày, ăn nói gì đó ha, một cách cụ thể. Và bắt đầu từ tháng sau chẳng hạn. Và để gia tăng sự mạnh mẽ và tự tin, thì tôi sẽ phải xác định lại xem hoài bão của tôi là gì, mơ ước của tôi là gì, tôi tôn thờ những cái giá trị sống gì, và tôi có những điểm mạnh, điểm yếu nào, để tôi xác định cái mục đích cần đạt được, làm sao để đạt được, xác định những cái phương tiện, những cái hành vi nào để đạt được cái mục đích, để đến được cái đích mà mình đang muốn đến. Đấy, đó là xác định rõ cái điểm mạnh, điểm yếu để tự tin mạnh mẽ. Và thời gian thực hiện sẽ là bắt đầu từ ngày mai, ví dụ vậy ha. Đó là cái kế hoạch bài tập thực hành ha. Nó tương tự như bài tập số 7, và mong rằng các bạn sẽ làm tốt cái phần này, vì nó rất gần gũi và rất dễ với chúng ta tác động, vì đây là từ bản thân chúng ta. Chúc các bạn làm tốt bài tập thực hành số 8. Thân ái chào các bạn.